Tháng thứ tư liên tiếp Honda Việt Nam có doanh số bán xe máy tăng. Ngày 18 tháng 2, công ty Honda Việt Nam công bố doanh số bán lẻ xe máy trong tháng 1 năm 2022 của liên doanh này đạt 264.790 xe các loại, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam tăng trưởng sau giai đoạn bình thường mới, từ tháng 10 năm 2021. Trong các sản phẩm trên, dòng xe số có mẫu Way Alpha tiêu thụ tốt nhất với doanh số đạt 43.860 xe, chiếm 16,6%. Dòng xe ga có mẫu Vision tiêu thụ nhiều nhất với doanh số đạt 63.136 xe, chiếm 23,8%. Và ở dòng xe tay côn có mẫu Winner X bán chạy nhất khi có doanh số 12.208 xe, chiếm 4,6% tổng doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam trong tháng 1 năm 2022. Ngoài tiêu thụ ở trong nước, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 12.336 xe máy sang nhiều thị trường khác nhau. Trái ngược với mảng kinh doanh xe máy, doanh số bán ô tô của Honda Việt Nam trong tháng 1 vừa qua có 3.771 xe được tiêu thụ trong khắp cả nước, giảm 12,1% so với tháng trước, nhưng tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong các sản phẩm ô tô, mẫu sedan City có doanh bán nhiều nhất với doanh số 1.745 xe được khách hàng đón nhận, chiếm 46,3% tổng doanh số bán ô tô của liên doanh này trong tháng 1 năm 2022. Đặc biệt, ngoài tiêu thụ nhiều nhất của Honda Việt Nam, Honda City còn là mẫu xe đứng ở vị trí thứ 2 trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1 năm 2021, chỉ xếp sau Hyundai Accent với 2.398 xe. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, ngày 16 tháng 2 vừa qua, Honda Việt Nam đã tung ra thị trường mẫu sedan Honda Civic thế hệ 11 hoàn toàn mới có nhiều điểm nhấn về công nghệ, gồm 3 phiên bản là Civic GS, Civic G và Civic E với giá bán lần lượt là 870 triệu, 770 triệu và 730 triệu đồng. Đặc biệt, ở thế hệ hoàn toàn mới này, bên cạnh ngoại nội thất hoàn toàn mới, Honda Civic được trang bị hàng công nghệ an toàn, kết nối thông minh và nâng tầm trải nghiệm cầm lái. Điểm nhấn của cả ba bản Civic GS, G, E của Honda Civic là đều được trang bị hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sensing, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Đặc biệt, ở thế hệ thứ 11 này, Honda Sensing được bổ sung một công nghệ an toàn mới, nâng tổng số công nghệ an toàn của hệ thống này lên 6 công nghệ. Các công nghệ này gồm hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành, phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giảm thiểu trạch làn đường và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó, chế độ cảnh báo chống buồn ngủ cũng được áp dụng cho cả 3 phiên bản. Thêm điểm nhấn ở Honda Civic mới là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect bản GS với 3 nhóm chức năng an toàn và bảo mật, điều khiển xe từ bất cứ đâu và có những thuận tiện khác giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, dù ở bất cứ đâu.